đây là điểm tin nhanh của tạp chí Tiếp Thị và Gia Đình. Đội ám ảnh của Neymar tại World Cup 2014 liệu có lặp lại? Phút 80 trong trận đấu giữa Brazil và Serbia, Neymar được rút khỏi sân khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về Brazil. Anh nhăn mặt và tập tễnh rời sân vì chấn thương mắt cá chân phải. Bộ phận y tế ngay lập tức trường đá cho tiền đạo 30 tuổi. Anh đau và có thể ám ảnh vì cơn ác mộng World Cup 2014 nên bật khóc. Các bác sĩ đội tuyển Brazil cùng đồng đội đã phải an ủi Neymar. 8 năm trước ở kỳ World Cup trên sân nhà Brazil, Neymar cũng được đưa ra sân bằng cáng ở phút 88 trong chiến thắng 2-1 trước Colombia tại tứ kết. Anh đã phải bỏ lỡ phần còn lại của World Cup 2014 vì gãy đốt sống lưng. Neymar kỳ ấy chính là linh hồn trong lối chơi của các vũ công Samba. Anh ghi 4 bàn sau 5 trận cho Brazil, và khi thiếu vắng cầu thủ quan trọng nhất, Brazil đã trải qua trận thua đáng quên 1-7 trước Đức ở bán kết. Họ cũng hoàn toàn mất đi tinh thần với thất bại 0-3 trước Hà Lan ở trận tranh hạng 3. Dạng sáng nay ngày 25 tháng 11, dù đã giành chiến thắng trong ngày giao quân trước Serbia, song không khí trong phòng thay đồ của Brazil hết sức căng thẳng. Phát biểu trước giới truyền thông sau trận đấu, bác sĩ của đội tuyển Brazil cho biết vẫn còn quá sớm để đánh giá mức độ nghiêm trọng chấn thương của Neymar. Ở trận gặp Serbia, Neymar được đối thủ chăm sóc kỹ càng, anh bị phạm lỗi tới 9 lần, ba trong số đó khiến trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo các cầu thủ Serbia. Đáng chú ý, 15 cầu thủ còn lại của Brazil góp mặt trên sân chỉ bị phạm lỗi tổng cộng 3 lần bằng 1 phần 3 của Neymar. Một trong những pha phạm lỗi thô bạo nhất với Neymar là của Nikola Milenkovic. Hình ảnh ghi lại tình huống cho thấy, cổ chân của Neymar đã bị bẻ ngoặt sau khi Milenkovic chuối chân đầy quyết liệt. Tính đến thời điểm hiện tại, Neymar là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất tại World Cup 2022. 4 năm trước, anh cũng chính là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất 10 lần trận gặp Thụy Sĩ trận đấu tiếp theo của brazil tại qatar sẽ diễn ra vào thứ hai tới gặp thụy sĩ trong khoảng thời gian chờ đợi có lẽ người hâm mộ brazil sẽ không thể rời mắt khỏi neymar và mong anh sớm trở lại